ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ, tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới. Gốm đất Việt, gạch ngói không rêu mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam. Cảm ơn câu lạc bộ chống hội Hoàng Ngân, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ đã mang đến chương trình ngày hôm nay một màn chống hội rất đặc sắc. Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng ba đội chơi Thanh Xá, Yên Thổ, Yên Lão, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ đã tham gia sân chơi Lưu Giữ Hồn Quê của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, xã Nghĩa Hiệp là vùng quê có truyền thống hiếu học, khoa cử và cách mạng. Và khi về đây thì ai cũng được nghe câu ca đầu làng tể tướng, cuối làng trạng nguyên. Hiện tại ở Nghĩa Hiệp vẫn còn đền thờ lưu danh Phạm Công Trứ, một công thần, một nhà chính trị tài năng, là một trong 39 người phò tá có công lao tài đức thời Trung Hưng làm đến chức quốc lão Thái Bảo Yên, quận Công. Ở đầu làng Thanh Xá còn có đền thờ Trạng Nguyên Đỗ Thế Diên, ông giành bảng vàng và là người khai khoa cho nền khoa cử Hưng Yên nói riêng và cả xứ Đông xưa, được nhà vua tặng danh hiệu Đông Hải Văn Khôi. Vào thời Lý thì chưa có học vị Trạng Nguyên, nhưng do ông là người trúng đầu khoa thi cho nên nhân dân vẫn tôn gọi ông là Trạng Nguyên. Trải qua nhiều thế hệ, truyền thống hiếu học và khoa cử vẫn đang được tiếp nối, bồi đắp để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Và hôm nay, trên mảnh đất giàu truyền thống khoa cử này, chúng ta lại cùng nhau gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu về những nét văn hóa đặc sắc của vùng quê này thông qua sân chơi Lưu Giữ Hồn Quê của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức giữa làng Thanh Xá, Yên Lão và Yên Thổ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Và bây giờ chúng tôi xin được chào đón đội tuyển làng Thanh Xá ra sân chơi. Chúng tôi xin tiếp tục mời đội tuyển làng Yên Lão ra sân chơi. Và chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các thành viên đến từ làng Yên Thổ. Chương trình Lưu Giữ Hồn Quê ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Hiệu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Tuyết, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nghĩa Hiệp. Ông Nguyễn Hữu Võ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng.
xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Phượng, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hiệp. Đến dự còn có các cụ cao niên trong xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, đại biểu đại diện các ban ngành đoàn thể của xã, đại biểu đại diện cho các thôn và đông đảo bà con nhân dân xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ đã đến cổ vũ động viên ba đội chơi ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Trung, trưởng phòng quản lý văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng ban giám khảo. Bà Lê Thị Khánh, chuyên viên phòng văn hóa huyện Yên Mỹ. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghĩa Hiệp, thành viên ban giám khảo. Chúng tôi xin giới thiệu bà Phạm Thị Tuyết, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, ông Nguyễn Hữu Võ, Phó Bí thư Đảng ủy xã, bà Nguyễn Thị Phượng, quyền Chủ tịch Ủy ban dân xã Nghĩa Hiệp lên tặng hoa động viên ba đội chơi. Đội chơi, chúng ta cùng trở về vị trí để bước vào phần thi đầu tiên. Phần thi kể chuyện làng tôi. Sân chơi lưu giữ hồn quê ngày hôm nay, chúng tôi xin mời đội tuyển làng Thanh Xá ra kể chuyện về làng mình thông qua làn điệu hát chèo Thanh Xá trên đường đổi mới. Xin mời đội tuyển. Đường về Thanh Xá hôm nay, sướng vui lòng trẻ đắm say lòng già, nắng vàng trải lụa xa xa. Quen hòa hương câu, sáng em nhẹ bước trên cầu, vui mừng cảm nhận sắc màu quê hương. Quê hương ta bao thay đổi, đất nước sẽ chia bao niềm vui theo nhịp đó. Trong xa xa không thoát
Xin cảm ơn đội tuyển làng Thanh Xá. Và bây giờ xin mời đội tuyển làng Yên Lão ra thể hiện một tiết mục hát văn có tựa đề Làng Tôi. Mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi. Cảm ơn đội tuyển làng Yên Lão. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng về thăm làng Yên Thổ qua khúc hát Điệu Chèo Đẹp Nhất Quê Mình. Xin mời đội tuyển làng Yên Thổ.
quê hương ta bao thay đổi.
Xin được chúc mừng ba đội chơi Thanh Xá, Yên Lão, Yên Thổ đã hoàn thành xong phần thi kể chuyện làng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm từ ban giám khảo. Xin mời số điểm ban giám khảo dành cho tiết mục của làng Thanh Xá. Vâng, đội tuyển làng Thanh Xá giành được 3 điểm 10. Xin chúc mừng làng Thanh Xá. Và chúng tôi cũng đang rất là chờ đón, không biết là ban giám khảo dành cho đội tuyển làng Yên Lão là bao nhiêu điểm đấy ạ? Xin mời ban giám khảo. 10, 10 và 10 điểm. Xin chúc mừng làng Yên Lão. Chúng ta sẽ cùng đến với số điểm mà ban giám khảo dành cho làng Yên Thổ. 10, 10 và 10. Chúc mừng Yên Thổ và chúc mừng cả 3 đội chơi ngày hôm nay đã giành được những điểm số rất cao trong phần thi đầu tiên, phần thi kể chuyện làng tôi. Thưa quý vị bà con, ngay bây giờ xin mời quý vị bà con cùng 3 đội chơi, chúng ta cùng đến với phần thi khéo tay hay nghề. Thưa quý vị và bà con, hiện nay ở xã Nghĩa Hiệp có rất nhiều nghề phụ, điển hình như nghề sản xuất mũ cối. Tại xã Nghĩa Hiệp hiện nay có khoảng 20 cơ sở sản xuất mũ cối, tạo việc làm cho khoảng 300 lao động tại địa phương. Làm mũ cối không đòi hỏi quá nhiều về sức lực, nhưng lại cần sự tỉ mỉ và cầu kỳ. Khó ai có thể nghĩ rằng những chiếc mũ cối xinh xắn và dùng để bảo vệ con người lúc nắng, lúc mưa là được làm hoàn toàn từ phế liệu và những phụ phẩm thừa của ngành may mặc. Tuy nhiên, quá trình để tạo thành chiếc mũ thì gồm rất là nhiều công đoạn, với mỗi một công đoạn thì lại đòi hỏi ở người thợ một kỹ năng làm nghề khác nhau. Và trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chứng kiến một công đoạn của nghề này, đó là công đoạn dán vải và bọc chỏm mũ. Và ở phần chơi này thì mỗi đội sẽ cử ra 2 thành viên, một người làm chính và một người phụ việc. Sau 15 phút tham gia phần chơi, đội nào sẽ dán được nhiều mũ hơn, phẳng hơn, đẹp hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Và ở phần thi này thì chúng tôi xin được mời ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghĩa Hiệp, thành viên ban giám khảo sẽ lên điều hành và cho điểm 3 đội chơi. Vâng, và để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi thì xin được giới thiệu các thành viên đứng ở bên cạnh tôi đây là các thành viên đến từ làng Thanh Xá. Và đứng ở bên tay phải của tôi là 2 thành viên đến từ làng Yên Thổ. Bên cạnh Đăng Mạnh đây chính là 2 thành viên của làng Yên Lão. 1, 2, 3. Bắt đầu. Tỉ mỉ khéo léo của người dân Nghĩa Hiệp theo vào phần mũ cối. Và làng Yên Lão thì đã dán xong vành mũ cối rồi. Bây giờ thì họ đang tiếp tục hoàn thiện chiếc mũ. Hết giờ cũng chính là khoảng thời gian mà đội Yên Lão đã kịp hoàn thành 2 chiếc mũ cối. Tôi xin chúc mừng 3 đội đã hoàn thành trong phần thi của mình ạ. Tôi xin đại diện cho ban giám khảo xin nhận xét của phần thi của 3 đội. Trong thời gian rất là ngắn thì đội Yên Lão cũng đã 3 sản phẩm hoàn thành được 2 sản phẩm. Trong đó thì về phần bọc mũ rất là phẳng phiu và các cái phần trang trí như quai, chốt đinh rồi là cơ bản là về sản phẩm là
hai sản phẩm đầy đủ đấy. Đối với đội Yên Thổ thì ba sản phẩm, thì về phần bọc vải mũ cũng đã được hai chiếc mũ, còn một chiếc mũ đang bọc dở. Thế cái tuy nhiên về phần trang trí là cũng chưa trang trí được cái gì cả. Đối với đội của Thanh Xá thì về phần bọc mũ thì cũng đã bọc được một chiếc mũ, tuy nhiên thì phần trang trí cũng đang bọc dở đấy, thì còn hai sản phẩm nữa thì cũng chưa bọc được đấy. Thì đội Thanh Xá cũng rất là cố gắng rồi ạ, xin cảm ơn. Tôi xin chấm đội Yên Não là được 10 điểm, còn đội Thanh Xá với đội Yên Thổ được 9 điểm. Xin hết ạ. Vâng. Thưa quý vị bà con, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi Lưu Giữ Hồn Quê. Mở đầu phần thi Lưu Giữ Hồn Quê, xin mời đội tuyển làng Thanh Xá ra thể hiện tiểu phẩm có tựa đề Chuyện Nhà Bà Tâm. Xin mời đội tuyển. Rượu là rượu mà ta là ta. Rồi ạ, ông thương mày, ông dòng mày từ phố huyện về đây. Vậy mà cớ làm sao vừa mới đạp được mấy nhát mà lại đổ cành ra thế này? À, mày bệnh gì? Để ông xem nào. Phải rồi, biết bệnh của mày rồi. Bệnh này là đũa cắm vào vành, còn đi đứng làm sao được? Cái ngân, cái ngại đâu? Ra dắt cho bố cái xe vào. Không thấy đứa nào cả. Phải rồi, bướm lượn là bướm ơi à, nó bay. Ngu chúng mày, anh biết ăn không lại cấp động đi thôi. Suốt ngày say xỉn, khổ thân tôi thế này. Mẹ bảo con biết làm gì ngoài việc rượu. Vừa rồi gặp mấy thằng trên phố huyện, nó lại chào đều mình đi cố chứ đi. Chúng chào sao? À, chào ông giám đốc công ty may. Đồ này thế nào? Có khỏe không? Thì chà nói, nhìn mình gương tráng, bản mặt sáng ngời thế này. Ông ấy, ông là chỉ thua mấy thằng con trai thôi. Nhục ơi là nhục. Trời, anh biết nhục thì anh phải bảo vợ anh để một thằng con trai lối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên. Hay là anh chỉ định để cái gia đình này mất giống phải không? Con bảo nó nhiều lần rồi, nhưng nó có nghe con đâu. Ồ hay, anh phải tính gì đi chứ? Con chào mẹ. Không dám. Cô vừa mới đi đâu về đấy? Bà ngoại ốm, em vừa sang thăm bà. Thế cô đi cô đã hỏi ai chưa? Bây giờ thì chị ấy cần gì hỏi ai? Tôi già này tầm này tuổi đầu, tôi chỉ mong có một thằng cháu trai. Vì con đã sinh 3 lần rồi, nếu sinh thêm lần nữa lại là gái thì sao? Gái cũng phải để cho kỳ được con trai thì mới thôi. Em cũng biết là như thế, vì mình đã có 3 con rồi. Lên tập trung nuôi con ăn học, cho bằng chúng bằng bạn. Tôi hỏi cô lần nữa, cô có đẻ không thì cô bảo. Tôi không đẻ. Này thì không đẻ, này thì cãi này. Quan ơi, thôi chết, tôi vô ý quá. Gia đình nhà mình có cái chuyện gì thế hả bác? Không có chuyện gì đâu, vợ chồng nó chỉ có kiểm tra sức khỏe mà. Em khổ quá, chỉ vì em không sinh được con trai nên nhà em suốt ngày rượu chè, bỏ bê công việc, chẳng bao giờ quan tâm đến con cái. À, nay sắp sửa đến ngày vùng lên rồi có phải không? Chú Thành ơi, từ trước đến bây giờ chú có như thế đâu, mà sao bây giờ chú lại như thế? Chú thấy xem nhà chú Thanh hàng xóm được một cậu con trai thì luông chiều từ bé và nhớ nên cho đi học, bỏ cả học để đi đánh bia. Còn nhà cô Hòa ở xóm trên được 2 cô con gái, thì một cô đỗ thủ khoa, còn một cô thì phi công lái máy bay. Cô nói thế nào ấy chứ? Con gái thì lái làm sao được máy bay? Bác ơi, phụ nữ bây giờ rất giỏi giang,
có chị em làm giám đốc công ty, có chị em làm đại biểu quốc hội, còn một số chị em khác. Nhà chú đây được 3 cô con gái, được giấy khen học sinh giỏi. Khen gì mà khen? Tôi chả thấy cái giấy khen nào cả. Khổ lỗi con nó mang về khoe thì gặp bố lúc nào cũng say, quá tháo ầm ĩ, mắt thì nhắm tin vào con nhìn thấy gì? Thật thế à? Thế mà tôi cứ tưởng là giấy ghi các khoản đóng góp của nhà trường. Thế mới chết chị nị. Thời đại này nam nữ bình đẳng, quát nạt vợ con như thế là không được. Ngược đãi vợ con thì bây giờ chú thấy thế nào? Việc này là em sai rồi. Mình à, anh biết anh sai rồi, bỏ qua cho anh nhé. Trong chuyện này tôi cũng có lỗi, vì không dạy được con để cho nó xa đà rượu chè. An này. Dạ. Con cũng thông cảm cho mẹ nhé. Mẹ cũng chỉ vì mong muốn ích kỷ mà để cho con phải khổ. Thế chị em mày đi đâu thì cứ đi đi, còn việc gì thì cứ để đấy mẹ làm cho. Sáng nay có cô chi hội bộ cũng gặp tôi, bảo đến chiều An nó đi họp đấy. Bác ơi, câu lạc bộ chúng cháu gọi là giới để phòng chống bạo lực gia đình. Mỗi gia đình là một tổ ấm và là tế bào lành mạnh của xã hội. Xin được chúc mừng đội tuyển Thanh Xá đã hoàn thành xong phần thi tiểu phẩm của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiểu phẩm của làng Yên Lão. Tiểu phẩm có tựa đề Hậu quả. Xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Kể từ ngày dồn ô đổi thửa mà Yên Lão quê tôi là rạng rỡ hẳn lên. Nhà cao tầng ấy hàng năm là cứ mọc lên san sát. Một cuộc sống người dân ấy ngày càng ổn định. Chả giấu gì bà con chứ, kể từ ngày chuyển giao kỹ thuật ấy, gia đình tôi ấy cũng được mở mày mở mặt nhờ áp dụng cái mô hình ao cá vườn cây. Còn cả khu bên kia ấy là khu chuồng trại, vài chục ngăn chuồng lợn thịt, 10 con lợn nái, cũng cho thu về mỗi vụ cả trăm hơn trăm ấy chứ không chảy. Giờ đến lượt là tôi phải đi cho lợn uống lợn ăn rồi, là tôi phải đi làm vệ sinh môi trường cho sạch sẽ. Ồ, thôi chết rồi, lợn làm sao đấy nhỉ? Cám không ăn còn bỏ đó, mà đứng xù lông rúm gió đâu chứ. Ông ơi, đây tôi bảo đây, ông ơi. Có chuyện gì mà bà gọi ở bên thế? Chết rồi, còn ngăn này nữa, mới qua có một đêm thôi mà cả đàn lợn của tôi đã chết hết rồi. Ông ơi, đây tôi bảo đây, nhanh lên ông ơi, trời ơi, ông ơi, nhanh lên, lợn của tôi chết hết rồi, ông ơi. Bà bình tĩnh xem thế nào. Ôi, lợn chết hết rồi, ông ơi. Có chuyện gì đây? Lợn của tôi chết hết rồi, đây ông nhìn xem, đây ông xem, chết hết của tôi rồi. Ôi, bà ngày hôm qua, tôi với, bà con ơi. Mạnh khỏe, nó như thế. Thế này gia đình tôi biết mày rồi. Như này nhỉ? Ôi, bà cứ dậy xem thế nào nào. Trời ơi, tôi không phải nghỉ rồi. Ông có làm gì cho tôi nhanh lên không chứ? Bà cứ từ từ để tôi tính. Rồi. Ông tính đi, ông tính thế nào? Bây giờ thế này. Ông tính thế nếu nào? Nếu mà báo cho xã thì họ đến họ khoanh vùng, họ bắt mình chôn hết thì sao? Tiền đền bù không đáng là bao, mà lại mang tiếng mình có dịch. Không được đâu ông ạ, ông làm như thế là không được. Quay lại. Nếu không ông không đi báo y tế, dịch về làm hết cả khu chết hết của tôi rồi, lúc đấy dân làng xì xào bảo gia đình ta là không chấp hành quy định. Thôi ông đi báo thú y cho tôi đi nhanh lên. Thôi vậy thế này. Thế nào nào. Bây giờ ấy, cái đàn lợn sữa nó chết rồi, ta cứ quăng ra ngoài sông cho tiện. Trời ơi, lại còn quăng ra sông cơ. Còn có mấy cái con mà nó làm ý bất động kia thì mình cứ làm thịt mang ra sông điều bán. Ôi trời ơi, ông ở đấy bao nhiêu mà chả hết. Ôi trời ơi, lại làm ăn thế nữa cơ à. Ông mà làm như thế, lợn của ông đang ngã lăn đùng đùng ra chết kia, ông không báo thú y cho tôi, ông lại còn đem ra sông vứt, rồi lại mổ để bán nữa, thì ông làm như thế liệu có được không? À, ông thôi làm thế này, không có được à? Bây giờ ấy là bà thi hành nhiệm vụ đi, bà vào cầm cho tôi cái chậu, rồi giữ chặt hai cái chân. Tôi không chậu tôi gì hết. Làm thịt nó. Tôi không biết. Tôi bây không giờ nhé, chuyện này chớ vỡ lở ra. Tôi không sợ cái vỡ lở của ông nhá, tôi không sợ. Nếu mà người ta biết là mình vi phạm pháp luật. Tôi không sợ cái vỡ lở. Làm sao? Ông không được làm như thế. Ông cứ đi báo thú y về để tiêm phòng cho tôi đi nhanh lên. Ông làm như thế là thế nào? Tiêm phòng nó là vứt đi. Bây giờ ấy, bà nghe tôi, cứ phanh nó ra, bán dễ cũng được phần ba đấy ạ. Ôi giời ơi, tôi thôi ông ơi, thôi ông đi may báo thú y cho tôi đi. Ông làm như thế là lây lan dịch bệnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Người ta ăn miếng thịt của ông bảo là người ta chết đấy ông ạ. À. Ông không làm lây con khỉ, nhiễm con khỉ. Bây giờ hỏi bà nhá. Tôi là chồng bà. Hay là bà, là chồng tôi. Bà nói để ông biết đi nhá.
ông mà quyết định như thế nhá, một mình ông làm, một mình ông chịu trách nhiệm nhá. Được, được. Tôi chịu. Tôi về, tôi về. Ba về đi. Tôi về. Đấy, mình đã quyết là được mà. Chưa chi bà ấy đã bị sợ rút đi rồi, lại còn gan mình nữa chứ. Nếu mà nghe theo bà ấy thì đâu ra số tiền này? Gần chục triệu bạc chứ gì đâu. Nếu mà tiền thì bù á, may được vài trăm mà còn lâu mới lấy được. À phải rồi, còn miếng mấy miếng bầy này bạc nhạc này. Họ không mua ta chén, họ ăn được mình cũng ăn được. Cứ cho vào trong nồi linh thình thịch thình thịch 100 độ C chứ. Vi trùng nào mà chả chết, virus 19, 20, 21 đến 22 thì cũng phải chết ráo. Bây giờ đến lượt ta đi phục vụ ta đây. Sốt hết cả ruột, chả hiểu cái ông ấy ở ngoài ấy như thế nào. Lợn gà ra làm sao mà suốt cả đêm hôm qua cũng không thấy về nhà. Chỉ ít gì thì tôi phải về nhà ăn cơm. Đằng này cứ ở tịt tới suốt cả đêm. Bây giờ sốt hết cả ruột, không thể làm ăn gì được cái này. Khổ quá, ai để gọi điện cho mình vào giờ này thì... Alo, ai đấy ạ? Dạ, dạ, trạm y tế xã Nghĩa Hiệp đấy ạ. Ôi trời ơi, dạ. Ôi có việc gì thế hả bác? Dạ, ôi trời, miệng nôn trơn tháo ạ. Ôi trời, ôi trời, thế dạ, dạ. Ngộ độc thực phẩm ấy ạ? Dạ, dạ, ôi trời ơi, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, tôi tới ngay ạ. Ôi trời ơi, bà con ơi, nó ngộ độc thực phẩm. Bà Nghĩa ơi, mở cổng để đưa ông Hiệp cho vào trong nhà nào. Ôi trời ơi, đây rồi, đây. Ông có làm sao không? Ôi trời ơi, khổ quá, ông có làm sao không? Ông ngồi ở đây thế nào? Ôi trời ơi, mời các bà ngủ nước. Ôi trời ơi, có sao không? Đấy tôi nói rồi, ông có nghe tôi đâu. Ăn làm gì cái con lợn chết để bây giờ, coi như là mặt thì cứ tái xanh, tóc thì cứ bù xòa này, khổ không, cứ chiến nị cái này, cái gì. Cũng may trong nhà đấy, hôm qua cháu nhận được công văn của Hội Nông Dân huyện và Thú y huyện Yên Mỹ phối hợp tổ chức mở lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi và biện pháp phòng dịch cho gia súc gia cầm. Biết ông hay ở ngoài trang trại nên cháu đi thẳng ra ngoài đó. Ai ngờ thấy ông đang nôn thốc nôn tháo ở cạnh bờ ao nên cháu vội hô hào thêm người đưa ông về trạm y tế. Cũng may mà có chị cán bộ đây phát hiện kịp thời mà đưa ông về trạm y tế xã. Chứ nếu không ấy, thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Mà không khéo là ông đi theo cả cái đàn lợn đấy luôn rồi đấy. Cảm ơn cán bộ nông dân. Trước kia gia đình tôi á, thì cũng là hội viên hội nông dân. Xong vì mải mê công việc làm ăn, tôi cứ đùn đẩy cho bà cháu đi hội họp. Nên tôi không biết gì cả. Bác ạ, nếu cháu nói hết thì dài lắm nên cháu chỉ nói ngắn gọn thế này để bác hiểu. Trong các giai đoạn này, toàn đảng, toàn dân đang chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong đó có tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm. Việc đàn lợn của hai bác bị nhiễm bệnh, không báo chính quyền và các cơ quan chức năng là một sai sót lớn. Vì không được khoanh vùng và điều trị kịp thời, dịch sẽ lây ra diện rộng, làm ảnh hưởng đến kinh tế của người dân, trong đó có cả nông trại của hai bác. Việc lợn chết, bác lém ra sông, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và cộng đồng. Cháu chưa nói tới điều luật quy định. Nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ phải bồi thường về kinh tế, bên cạnh đó còn bị truy cứu trước pháp luật. Qua sự việc lần này hai bác phải rút kinh nghiệm. Thôi bây giờ cháu phải ra hội nghị, sắp đến giờ rồi. Nghe chị phổ biến ấy, tôi nghe sướng cả cái lỗ tai. Thôi từ giờ tôi tích cực đi hội họp thêm để hiểu biết. Thôi 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 thôi, lần này ông vẫn còn mệt thì ông cứ ở nhà để tôi đi, lần sau ông đi cũng chưa muộn mà. Thôi, bà cứ để tôi đi, tôi rất khỏe rồi. Nếu thế thì tốt quá, nào chúng ta cùng đi. Nào chúng ta cùng đi. Xin chúc mừng đội tuyển làng Yên Lão đã hoàn thành xong phần thi lưu giữ hồn quê của đội mình. Và sau đây thì xin mời đội tuyển làng Yên Thổ ra thể hiện tiểu phẩm có tựa đề Tham Hóa Thâm. Xin mời đội tuyển. Lai lai, em là em nói nhỏ cho các bác nhá. Độ này mưa nhiều, rau thì khan hiếm, giá cả thì cứ lên vùn vụt lên. Mà nhà em lại có nghề trồng rau gia truyền mấy đời nay đấy các bác ạ. Nhân lúc rau đang khan, em chăm bẵm cho nó lên nhanh một tí các bác nhỉ. Này là trừ sâu này, này là kích thích này, sâu lao mà chả chết, rau lao mà chả xanh. Ông Tham ơi! Ôi, bà gọi cái gì tôi đây? Thế từ sáng ông làm cái gì mà không vào phụ giúp tôi chăn mấy con lợn? Ồ hay cái bà này, bà không thấy tôi đang chuẩn bị phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích đi à? Mờ bà ra đây thôi dạ này. Những luống rau xanh tốt này là để bán, còn những luống rau còi cọc này là rau sạch. Ơ hay, sao lại có luống xanh luống còi hả ông? Bà đúng là cái đồ đàn bà, đầu thì to, ấp bé như quả nho. Này, những luống rau xanh tốt này là tôi chuyên phun thuốc kích
thích thuốc trừ sâu. Còn những luống rau còi cọc này, đó là rau sạch để nhà mình ăn. Ông làm thế để chết con người ta à? Để mà ung thư hết. Chết là chết thế nào, mà có ung thư thì cũng kệ người ta. Có như vậy bệnh viện người ta mới có việc làm. Quan trọng là tiền, là tiền. Anh Tham, chị Tiên đâu rồi? Dạ, con đây ạ. Thế anh chị làm gì từ sáng đến giờ mà không chuẩn bị cơm nước hả? Nát nữa thằng Tâm, cháu đích tôn của tôi, dẫn cháu dâu tương lai về để ra mắt nhà mình đấy. Ôi dồi ôi, U ơi, có gì đâu mà phải chuẩn bị. Hai đứa chúng nó gọi điện về nói để chúng nó mua hết. Mà con nói thật với U, chúng nó mua ở siêu thị toàn thực phẩm tươi sạch. Chứ thực phẩm ở quê chắc gì đã sạch. Như rau nhà mình đấy, anh Tham anh toàn phun thuốc kích thích. Gà vịt thì toàn ăn tăng trọng. Con nói mãi mà anh không chịu nghe. Thế thì có chết không cơ chứ? Bé bé cái mồm thôi. Bà không nói to như thế hàng xóm người ta thấy thì chết à? Cái nhà này có ba đời truyền thống trồng rau sạch để bán, lúc nào cũng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế mà bây giờ đến đời mày nên làm mất lương tâm thế hả con? U ơi, không phải vậy đâu. U nghe gì vợ con nó nói, nó toàn nói lên tinh đấy. Thôi, U cứ vào trong nhà nghỉ ngơi đi, lát bọn trẻ nó về. Còn bà, mang rau ra đầu làng cho cô chất bán đi, tôi cũng phun nốt đây. Vâng ạ. Ôi trời, nóng quá các bác ơi. Ôi dồi ôi, ai bún nào? Bún trắng bún dai ngon đây. Này này chị chất, chị nghe ngâm bún bằng cái gì mà trông trắng lại ngon thế hả chị? Bé bé cái mồm, người ta biết thì ai mua? Ừ nhỉ, em quên. Ai bún nào? Chị ngon đã để nhà cho chị xin miếng nào. Ôi ôi, không được không được. Thịt này lại tiếc chị à. Thịt này là thịt lợn chết, em chuyên đặt mối ở nhà Ba Đỏ ở đầu phố. Ôi giời ơi, cái thằng Ba Đỏ, mồm thì điêu, mắt thì gian, lông mày ăn cắp đấy hả? Cô Chất ơi, tôi mang rau cho cô này. Vâng, bác mang rau cho em ạ. Ôi giời ơi, thông cảm cho tôi nhá, hôm nay bận nhiều việc quá, tôi mang hơi muộn. Cô Hóa hôm nay cũng ra bán hàng sớm nhỉ? Vâng, bác tiền. Thế lần sau, bác mang sớm cho em nhá. Từ sáng mấy người hỏi mua mà không có đấy. Còn chuyện tiền nong, em thanh toán với bác Tham sau nhá. Ừ, anh ơi, ở đây cũng nhiều đồ ăn ngon quá, mình vào đây mua luôn anh nhé. Hai cháu một trắng bún dai ngon đây cháu ơi, cho con ít rau ít bún cho cô đi. Cô ơi, thịt này bán bao nhiêu một cân đấy hả? Cô bán 170 một cân. Cô lấy cháu một cân. Bún trắng bún dai ngon quá. Đây con nhá. Dạ vâng, con xin ạ. Thế con lấy mấy mớ? Cho con 2 mớ đi ạ. Thịt của cháu đây. Vâng, cháu gửi tiền. Vừa rau cô xin con đây. Con gửi cô tiền. Cho cô xin nhá. Lần sau lại ra mua cho cô nhá. Dạ vâng ạ. Con chào cô ạ. Bệnh viện thôi em. Đi đi nói. Dạ cơm nước đã xong rồi đây bác ơi. Ừ, hai đứa chuẩn bị cơm xong rồi đấy à? Dạ vâng ạ. Rồi, vào mời bà ra ăn cơm đi con. Bà ơi, con mời bà ra ăn cơm. Ừ. Bà ra đây các con ạ. U ơi, con ra ăn cơm ơi. Bà ra đây. Con mời U. Ừ. Mẹ chúng mày bây giờ thì lắm ban lắm ngành lắm cơ. Lào là câu lạc bộ hát chèo ư, Lào là câu lạc bộ trồng trọt ư, ngày thì là nông dân chính hiệu, tối đến là nghệ sĩ, diễn viên cơ đấy. Ông mẹ. Thế mẹ đi nghe tuyên truyền gì đấy ạ? À, mẹ đi nghe tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm con ạ. Dạ, vấn đề đấy bây giờ rất phức tạp bác ạ. Ừ, tao nghe trên TV nói cái vấn đề đấy còn rất là nóng đấy. Thôi, nhà mình ăn cơm đi các con ơi. Vâng dạ, ạ, vâng ạ. Bà, mời U. Cháu mời cả nhà ăn cơm. Bà, mẹ mời con các con nhé. Bà mời U ạ. Ừ, các con ăn đi nhá. Ông ăn đi nhá. Vâng. Bác Tiền ơi, chết em rồi. Có gì đấy hả cô Chất? Cô cứ từ từ nói tôi nghe xem nào. Sáng nay, vợ chồng nhà Huyền Thục, nó mua rau của em về nấu cháo cho con nhà nó ăn, bị ngộ độc, phải đi viện cấp cứu, giờ không biết sống chết ra sao. Thế có khổ thân con người ta không? Ờ, thế còn cháu này? Nó là con dâu tương lai nhà tôi đấy cô ạ. Thế mà em không biết, em bán bún bán rau cho cháu đấy. Thế mẹ tưởng các con mua ở siêu thị, thế các con mua ở đâu? Dạ, chúng con tưởng đồ ở quê luôn sạch và an toàn ạ. Thế còn thịt, chúng mày mua ở đâu? Nhà cái cô Hóa đầu làng chứ còn đâu nữa. Trời, thịt cho cô Hóa đầu làng, toàn thịt lợn chết, bún thì hóa chất, rau thì có kích thích,
Ôi dồi ôi, chết nhà tôi rồi. Bố mẹ ơi, bà bị làm sao ý? Bà làm sao? Tôi nói mà ông không chịu nghe. Chỉ vì hám lợi đồng tiền bà làm mà ông sao hại mình, hại người. Từ bây giờ ông còn phun thuốc thích thích vào rau nữa không? Tôi không, tôi biết rồi. Bà nó đâu, thằng Tâm đâu? Tôi đưa bà đi cấp cứu. Cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu. Đúng nào. Đúng là gầy ông này đập lưng ông, từ nay không sản xuất, không kinh doanh, không dùng thực phẩm bán. Và có trách nhiệm tuyên truyền truyền với tất cả mọi người. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Xin được cảm ơn và chúc mừng ba đội chơi đã hoàn thành xong phần thi tiểu phẩm của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đánh giá và cho điểm từ ban giám khảo. Xin mời số điểm ban giám khảo dành cho tiểu phẩm của làng Thanh Xá. 9, 9 và 9. Xin được chúc mừng làng Thanh Xá đã giành được 3 điểm 9. Vâng, và bây giờ sẽ là số điểm mà ban giám khảo dành cho đội tuyển làng Yên Lão. 9, 9 và 9. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm ban giám khảo dành cho tiểu phẩm của làng Yên Thổ. 10, 10 và 10. Chúc mừng làng Yên Thổ. Có thể nói rằng hôm nay thì ban giám khảo của chúng ta rất là thống nhất về điểm số dành cho các tiết mục. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với phần chơi Ai Nhanh Ai Khỏe. Và trò chơi đầu tiên trong phần chơi ngày hôm nay đó là trò chơi bịt mắt đánh trống. Ở phần thi này thì mỗi đội sẽ cử ra 3 người chơi. Và nhiệm vụ của người chơi đó là đi từ vạch xuất phát, cầm chiếc dùi và tới vị trí của trống, đánh trúng vào mặt trống. Mỗi người sẽ thực hiện một lượt chơi. Đứng ở gần tôi nhất đây, ba cô gái xinh đẹp đó là các thành viên Yên Lão. Và đứng ở hàng giữa đó là các thành viên đến từ làng Yên Thổ. Và ba thành viên trong trang phục áo màu đỏ đó là các thành viên đến từ làng Thanh Xá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi đầu tiên của làng Thanh Xá. Vâng, và xin mời bác sẽ bịt mắt cho đội tuyển làng Thanh Xá. Có thể thấy là rất là chặt rồi đấy ạ. Không ạ, làng nào cũng thế ạ, làng nào cũng phải bịt chặt như thế ạ. Vâng ạ, xin mời bác sẽ quay một vòng tròn ạ. 3, 2, 1, xin mời. Rất đáng tiếc, chỉ một chút nữa thôi thì đã trúng trống rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi của làng Yên Thổ ạ. 3, 2, 1, xin mời. Vâng, còn cách xa chiếc trống của chúng tôi khá là nhiều ạ. Chúng ta sẽ đến với lượt chơi đầu tiên trong trò chơi bịt mắt đánh trống của làng Yên Lão. 3, 2, 1, bắt đầu. Lượt chơi của làng Yên Lão thì đi hướng rất là tốt rồi. Và chị vừa đi vừa đếm bước, nhưng mà có lẽ là bước của chị hơi ngắn so với bước đi thử. Vâng, và chúng ta sẽ đến với lượt chơi thứ hai của làng Thanh Xá. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, anh đi xa quá. Người chơi của làng Thanh Xá, người chơi thứ hai có vẻ như đi lạc chơi hơi xa. Vâng, anh hơi bị mất phương hướng một chút. Vâng, chúng ta sẽ đến với lượt chơi thứ hai của làng Yên Thổ ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Có vẻ như lần này thì những cổ động viên của Yên Lão không đánh lừa được Yên Thổ nữa rồi. Vâng. Chúc mừng Yên Thổ. Và bây giờ thì sẽ là Yên Lão đây ạ. Vâng vâng, bình tĩnh ạ, bình tĩnh ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Chúc mừng Yên Lão ạ. Chúng tôi nghe thấy cổ động viên hô là bên trái rất là nhiều. Chúng ta sẽ quay trở lại với làng Thanh Xá. Yên Lão đã đánh được trúng trống. Vâng, làng Thanh Xá, thành viên cuối cùng của làng Thanh Xá. Xin mời chúng ta sẽ tiếp tục bịt mắt cho thành viên cuối cùng của làng Yên Thổ ạ.
Chúng ta sẽ đến với lượt chơi cuối cùng của làng Thanh Xá. Và hiện nay thì làng Thanh Xá chưa có lần nào đánh trúng trống cả. Vâng. Hy vọng là người chơi thứ ba sẽ đánh trúng trống. Mời anh quay một vòng ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Mặc dù là cổ động viên của Thanh Xá đã nhắc rất to và rất là nhiệt tình, thế nhưng mà rất tiếc là vẫn không trúng trống. Và bây giờ là thành viên cuối cùng của làng Yên Thổ đây, không biết là sẽ như thế nào ạ? Xin mời anh quay một vòng ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Và Yên Lão mỗi đội thì đang có một lần đánh trúng trống. Và chúng ta sẽ cùng đến với lượt đánh cuối cùng của làng Yên Lão. Bộc chặt ạ, vâng, bộc chặt ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, theo ban tổ chức của chúng tôi quan sát rất là kỹ thì là thành viên vừa rồi đã phạm quy bởi vì chị đã dò trống ạ. Vậy là ở trò chơi bịt mắt đánh trống thì đội tuyển làng Thanh Xá chưa có lần nào đánh trúng trống. Đội tuyển làng Yên Thổ và Yên Lão mỗi đội có một lần đánh trúng trống. Xin được chúc mừng Yên Thổ và Yên Lão. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những giây phút hết sức sôi động và hào hứng trong trò chơi buộc dây vào chân và nhảy lò cò. Ở trò chơi này thì mỗi đội sẽ cử ra 6 người chơi, 3 nam và 3 nữ, chia làm 3 cặp. Và các người chơi sẽ bị buộc hai chân vào với nhau, chân còn lại thì sẽ phải nhấc lên trên. Sau đó thì sẽ nhảy từ vạch xuất phát tới vạch đích và quay trở lại trao tấm khăn đỏ cho đồng đội của mình. Và cứ như vậy, đội nào về đích trước thì đội đó sẽ giành được chiến thắng. Và chúng tôi xin được lưu ý là trong quá trình tham gia trò chơi này, nếu như đội nào bị ngã thì sẽ phải dừng lại, nhảy về vị trí ban đầu và nhảy lại từ đầu. Tương tự như vậy, nếu như mặc một thành viên của đội mà chạm chân xuống dưới đất, chân nhảy lò cò mà chạm xuống dưới đất thì chúng ta cũng phải quay trở lại vạch xuất phát và nhảy lại từ đầu ạ. Xin hỏi là tất cả các thành viên chúng ta đã rõ luật chơi chưa? Đứng bên cạnh tôi đây, đây là những cô gái đến từ đội tuyển của làng Yên Lão. Ở giữa sẽ là đội tuyển làng Yên Thổ và phía ngoài cùng đó là các thành viên của đội tuyển làng Thanh Xá. 3 2, 1, bắt đầu! Thanh Xá và Yên Lão chưa tới đích. Thanh Xá nhảy lại từ đầu ạ. Lưu ý các đội chơi chúng ta nhảy chạm vạch đích. Xong phần thi buộc dây vào chân và nhảy lò cò. Vâng. Cố lên, còn Yên Lão và Thanh Xá nữa ạ. Xin mời ạ, tiếp tục ạ. Vâng, Thanh Xá và Yên Lão thì vẫn đang rất cố gắng để hoàn thành phần thi của mình. Đúng là một trò chơi rất là khó ạ. Khi mà chân của hai người buộc vào với nhau và làm thế nào để có thể nhảy cùng một nhịp. Đội tuyển Yên Thổ đã trở thành đội tuyển chiến thắng trong trò chơi này. Và về thứ hai đó là các thành viên đến từ đội tuyển làng Thanh Xá. Thưa quý vị và các bạn, ba đội chơi đến từ xã Nghĩa Hiệp ngày hôm nay đã mang đến cho khán giả những tiết mục rất đặc sắc. Và bây giờ sẽ là số điểm mà ba đội đã giành được trải qua 4 phần chơi trong chương trình Lưu Giữ Hồn Quê ngày hôm nay. Kết thúc 4 phần chơi thì đội tuyển làng Thanh Xá đã giành được 75 điểm. Và số điểm đội tuyển làng Yên Lão giành được là 76 điểm. Và đội tuyển làng Yên Thổ đã giành được số điểm là 80 điểm ạ. Sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Hiệu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên sẽ lên trao giải cho ba đội chơi.
và các bạn thân mến, chương trình Lưu Giữ Hồn Quê tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ, tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới, gốm đất Việt gạch ngói không gieo mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.